đang được xây dựng. To under construction đang được bao gồm ba nhân tố to consist of three factors đang được xem xét to be under consideration chắc điều lệ to care scurry dọn sạch căn phòng to clean up the wall the room tập trung cho môn học chính to focus on the core subject ho cả ngày to cough all the day long ngứa chân muốn đi du lịch to hammer each feet